Xin chào và kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, nhằm chia sẻ những khó khăn giúp người dân có điều kiện tốt hơn để đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, sáng 20 tháng 1 thực hiện chương trình Tết ấm vùng cao năm 2024, Báo Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững Việt Health phối hợp với Sở Y tế, cấp ủy chính quyền huyện Nậm Nhùn và các nhà tài trợ tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 1.000 người dân của hai xã là Nậm Pì, Nậm Trà của huyện Nậm Nhùn. Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh và các nhà tài trợ. Tại hai xã Vàng San huyện Mường Tè và xã Hua Bung huyện Nậm Nhùn, Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương đã tặng quà cho 300 hộ nghèo, gia đình chính sách với số tiền là 210 triệu đồng. Trong đó mỗi xã 150 suất quà, 200.000 đồng tiền quà và 500.000 đồng tiền mặt. Những phần quà là tấm lòng, tình cảm của cán bộ, viên chức, người lao động, Ngân hàng Chính sách Xã hội gửi tới người dân vùng biên giới. Mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn, giúp bà con đón một cái Tết Giáp Thìn năm 2024 vui vẻ, đầm ấm. Thông qua chương trình, thể hiện tình cảm, nghĩa cử cao đẹp về truyền thống tương thân, tương ái, đầy ý nghĩa. Đồng thời là hoạt động an sinh xã hội tốt đẹp, được cán bộ, viên chức, người lao động, Ngân hàng Chính sách Xã hội hưởng ứng, tham gia Tết vì người nghèo. Việc làm này không chỉ hỗ trợ giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo đón Tết vui xuân đầm ấm, hạnh phúc theo đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Vừa qua, tại Nhà văn hóa Công nhân, Công ty Cổ phần Trà Than Uyên, huyện Tân Uyên, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với huyện Tân Uyên tổ chức chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Chia Sẻ gắn với chợ Tết Công đoàn. Chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ được tổ chức thường niên vào dịp Tết Nguyên đán. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc bằng những tấm lòng, sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có tấm lòng hảo tâm đến với đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé mang Tết đến cho tất cả mọi người, sum họp, đoàn tụ gia đình, người thân, bạn bè, cùng chia sẻ động viên bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần cho đoàn viên người lao động theo chủ trương của Tổng Liên đoàn. Các cấp công đoàn tỉnh Lai Châu chăm lo gần 3.000 đoàn viên người lao động trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Lao động đã thành lập 3 đoàn công tác đến thăm động viên 17 cơ quan đơn vị doanh nghiệp và người lao động làm việc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho hơn 200 gia đình người có công, gia đình chính sách, đoàn viên người lao động và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 200 đoàn viên người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện được tặng phiếu mua hàng tại chợ Tết Công đoàn, tổng trị giá gần 350 triệu đồng. Thưa quý vị, thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian qua của các đơn vị địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các văn bản nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Các kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và hàng năm. Các văn bản về cơ chế chính sách đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong triển khai thực hiện. Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương phê duyệt các dự án khởi công mới năm 2024, gửi các quyết định phê duyệt dự án và đề xuất phương án phân bổ vốn chi tiết, số vốn chưa phân bổ về các cơ quan thường trực, các chương trình mục tiêu quốc gia, chậm nhất là trước ngày 30 tháng 1 năm 2024. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và huy động trí tuệ tập thể trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo thực chất, hiệu quả, cải thiện đời sống và sinh kế của người dân. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi của cấp cơ sở. Chủ động ra soát, nghiên cứu, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cấp cơ sở,
quyết tâm giải ngân tối thiểu là 95% kế hoạch vốn năm 2023 được giao để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra giám sát theo quy định, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo thẩm quyền. UBND các huyện thành phố tăng cường lồng ghép các nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình, đảm bảo kết thúc giai đoạn đạt được mục tiêu đề ra của từng địa phương. Việc đầu tư các công trình phải đảm bảo nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực để đầu tư dứt điểm các công trình hạ tầng, đảm bảo sớm đưa vào sử dụng, tránh việc đầu tư dàn trải, manh mún. Thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đến nay, mạng lưới cáp quang được triển khai đến 100% xã phường thị trấn. Tổng số thiết bị trạm BTS thu phát sóng di động có gần 2.000 thiết bị trạm. Tổng số thuê bao điện thoại di động cố định gần 458.000 thuê bao. Tổng số thuê bao truy cập Internet băng rộng cố định trên 54.000 thuê bao. Các doanh nghiệp viễn thông ngày càng mở rộng cung cấp các dịch vụ mới như thanh toán điện tử, triển khai giải pháp công nghệ thông tin. Chất lượng dịch vụ điện thoại và tốc độ Internet luôn được đảm bảo phù hợp các chỉ tiêu đã công bố của doanh nghiệp theo quy định và duy trì ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc, truy nhập Internet và các dịch vụ có liên quan của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, huyện đoàn Tam Đường đã kết nối, phối hợp cùng với các cá nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm, trao tặng học bổng cho 2.670 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa, là nguồn động viên khích lệ các em học sinh nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện, để mai sau lớn lên, xây dựng quê hương đất nước. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, cửa hàng Tuấn Mobile, tổ dân phố 32, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên vừa tổ chức trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Mường Quang. Những món quà tuy nhỏ, song có ý nghĩa to lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp các hộ nghèo vơi bớt khó khăn, được đón Tết no ấm, đủ đầy hơn. Mường Khoa là xã còn nhiều khó khăn của huyện Tân Uyên. Đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cửa hàng Tuấn Mobile đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đây là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa của cửa hàng Tuấn Mobile mỗi khi Tết đến xuân về. Qua đó góp phần nhỏ giúp các hộ nghèo được đón Tết thêm ấm áp, sum vầy. Hôm nay thì đến đây thì các cửa hàng ở Tuấn Mobile thì đã trao được một quà, thì tôi xin cảm ơn mà cửa hàng và Tuấn Mobile. Với đây là quà Tết thì tôi cũng rất vui mừng và phấn khởi, và các cảm ơn và nhà tài trợ và các Tuấn Mobile. Chương trình an sinh xã hội của xã thì trong năm vừa qua luôn được sự quan tâm của các cấp chính quyền, của cấp trên, và đặc biệt là trong những năm gần đây thì xã cũng thực hiện tốt việc xã hội hóa đối với các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên và các công ty đóng trên địa bàn của xã. Thì như chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã phối hợp với cửa hàng Tuấn Mobi để thực hiện trao những suất quà để chuẩn bị Tết cho bà con. Thì trong thời gian tới thì đối với đảng ủy chính quyền địa phương thì cũng mong muốn là đối với các cấp các ngành và các nhà hảo tâm luôn quan tâm đến đời sống của bà con trên địa bàn xã Mường Khoa nhiều hơn nữa. Là hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tân Uyên, thấu hiểu được sự vất vả và khó khăn của bà con nhân dân, nhất là ở các bản vùng sâu vùng xa. Những năm qua, cửa hàng Tuấn Mobile đã có nhiều chương trình thiện nguyện để động viên chia sẻ cùng bà con, như trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp khai giảng năm học mới, tặng quà cho các hộ bị ảnh hưởng thiên tai mưa lũ. Riêng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, cửa hàng đã dành 150 suất quà, chủ yếu là nhu yếu phẩm, bánh kẹo và tiền mặt trao tặng cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Mường Khoa. Để chia sẻ một chút khó khăn của bà con ở trong dân bản thì hôm nay được sự nhất trí của Đảng ủy Ban nhân dân xã Mường Khoa thì bên cửa hàng điện thoại Tuấn Mobi chúng em có kết hợp với lại Ủy ban nhân dân xã là có tổ chức một chương trình giao lưu văn nghệ chào xuân Giáp Thìn
và phía bên cửa hàng cũng có một chút quà nho nhỏ, một chút tấm lòng của cửa hàng để gửi tặng đến các bà con có hộ có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, hộ cận nghèo ở trong xã. Thì một chút tấm lòng nhỏ rất mong là chúc các bà con đón một cái Tết 2024 vui vẻ, an khang, thịnh vượng. Một mùa xuân mới đang về trên khắp các bản làng vùng cao còn nhiều khó khăn nơi biên cương Tổ quốc. Vì vậy, những món quà thấm đậm tình người của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân sẽ là nguồn động viên to lớn giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu có thêm điều kiện được vui Tết đón xuân, đầm ấm vui tươi. Với mục tiêu lấy người bệnh là trung tâm phục vụ, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè không ngừng nâng cao chất lượng nhằm phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Qua đó, trung tâm đã trở thành địa chỉ tin cậy trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện. Tại khoa khám bệnh, mỗi ngày có hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám điều trị bệnh. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân được nhanh chóng kịp thời, tạo sự hài lòng cho nhân dân, trung tâm đã bố trí sắp xếp quầy tiếp đón ngay cửa vào khoa khám bệnh, tiện lợi cho người dân khi đến khám và điều trị. Tôi được sự phân công người tiếp đón bệnh nhân hàng ngày. Tôi là làm ở trung tâm y tế huyện Tè. Hàng ngày tôi tiếp đón bệnh nhân đến khám chữa bệnh và tiếp đón bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân, hướng dẫn mọi thủ tục một cách nhanh nhất, không để bệnh nhân phải chờ đợi lâu. Họ đến thì tôi sẽ hướng dẫn một số cái như là tích hợp vào thẻ căn cước một cách nhanh, không để bệnh nhân phải mất thời gian, không phải đợi chờ, để tạo điều kiện cho bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân một cách thuận lợi và một cách nhanh nhất. Là trung tâm y tế hạng 3 theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, Trung tâm Y tế huyện hiện có 13 khoa phòng với 215 cán bộ viên chức người lao động. Để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè đã phát động phong trào thi đua, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức hướng tới sự hài lòng của người bệnh với khẩu hiệu bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử giao tiếp cho nhân viên y tế. Cùng với đó, trung tâm cải tiến quy trình khám chữa bệnh tại các khoa khám bệnh, duy trì họp hội đồng người bệnh hàng tuần tại các khoa, cấp trung tâm hàng tháng để nắm bắt ý kiến của người bệnh và giải quyết kịp thời, chăm sóc người bệnh tận tình chu đáo. Quan tâm đầu tư mua sắm mới, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các thiết bị, máy móc kỹ thuật như máy gây mê, máy thở, máy điện tim, máy sinh hiển vi mắt, soi tai mũi họng. Triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới vào công tác điều trị như dịch vụ mổ kết hợp xương, kỹ thuật T trong phẫu thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, tích hợp khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip, rút ngắn thời gian chờ đợi lấy kết quả của người bệnh. Trong năm 2023, trung tâm đã khám điều trị cho gần 77.000 lượt bệnh nhân, trong đó số bệnh nhân điều trị nội trú trên 5.700 lượt, số bệnh nhân ngoại trú là gần 63.000 lượt. Tôi đến đây khám chữa bệnh ở trung tâm y tế huyện Mường Tè được các y bác sĩ hướng dẫn chăm sóc rất là nhiệt tình. Khi chúng tôi làm việc hoặc chuyển tuyến thì làm thủ tục các giấy tờ rất là nhanh chóng và tiện lợi cho chúng tôi, nên khi đến đây khám chữa bệnh hoặc là làm việc thì chúng tôi rất là yên tâm để khám chữa bệnh. Ngoài ra, Ban Giám đốc Trung tâm đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y bác sĩ cả về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Hàng năm, cử đội ngũ y bác sĩ đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chuyên sâu. Đến nay, Trung tâm có trên 96% đội ngũ y bác sĩ có trình độ cao đẳng trở lên. Trong năm 2023, có 3 bác sĩ tốt nghiệp chuyên khoa 1, chuyên ngành, y học cổ truyền, ngoại và chẩn đoán hình ảnh. Cử 2 bác sĩ đi học chuyên khoa chuyên ngành hồi sức cấp cứu và gây mê. Trong khoa thì anh em cán bộ trong khoa chúng tôi được trung tâm cho đi đào tạo. Như khoa chúng tôi là có 4 bác sĩ chuyên khoa 1 đã được đào tạo về. Có những bác sĩ đào tạo từ cách đây mấy năm, có những bác sĩ chúng tôi vừa đào tạo về được trong 1 năm nay, 1-2 năm nay. Còn một bác sĩ nó đang đào tạo ở dưới Hà Nội, sắp về. Đấy, về công tác bác sĩ, về thêm về cái bên điều dưỡng thì chúng tôi có 6 anh em điều dưỡng, thì có 3 điều dưỡng
đại học và ba điều dưỡng cao đẳng cũng được đào tạo cũng là tạm bài bản so với bệnh viện thuộc bệnh viện của tuyến. Về công tác bệnh nhân thì công tác cơ sở vật chất thì cũng được nhà nước và trung tâm y tế cũng quan tâm, cũng như khoa chúng tôi cũng được các cái phòng nó hỏng hóc chúng tôi sửa chữa lại cho nó khang trang sạch sẽ ngăn nắp. Chúng tôi bố trí giường từng khu một, khu riêng, khu của phụ nữ riêng, của phụ nữ và người già riêng, của nam và nữ riêng. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Mường Tè tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu phục vụ ngày càng cao, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức chương trình Trao bếp thông minh, chia sẻ việc nhà, tặng hàng nghìn chiếc bếp đun tiết kiệm năng lượng cho hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Lai Châu. Qua đó giúp các hộ gia đình tiết kiệm chất đốt, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, chung tay thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch của tổ chức hội. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hoạt động cho bếp thông minh, chia sẻ việc nhà nằm trong chương trình phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng, hành động vì cộng đồng và biến đổi khí hậu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với công ty Sipco thực hiện. Trong đợt 1 năm 2024, tổ chức trao tặng hội viên phụ nữ thành phố Lai Châu gần 2.400 chiếc bếp tiết kiệm năng lượng. Tại chương trình đã giới thiệu và hướng dẫn hội viên phụ nữ sử dụng bếp đun tiết kiệm năng lượng TK90. Đây là loại bếp đun cải tiến, được sản xuất từ vật liệu chịu nhiệt, được bọc thép chống rỉ, thiết kế tối ưu hóa để đốt các phụ phẩm nông nghiệp. Bếp có nhiệt độ cao, dễ nhóm, đun nhanh, ít khói, giảm lượng khí thải và quan trọng là tiết kiệm 50% nhiên liệu so với bếp kiềng thông thường. Hôm nay là được chương trình bếp thông minh chia sẻ và cho tặng cho cái bếp này, thì tôi thấy là cái bếp này nó rất là thuận tiện, tiết kiệm củi này, hơn nữa là nó cũng rất là nhẹ nhàng, mang đi mang lại nó rất là dễ và tiết kiệm củi, hơn nữa là mình đun cái gì cũng giờ được. Đến giờ là đun cái bếp củi kia có nghĩa là mình nó tốn rất là nhiều củi, với lại bây giờ là đang có hiện tượng là cấm chặt phá rừng ấy. Bây giờ có cái bếp củi đây hiện đại đây rồi mình đun tiết kiệm củi hơn. Giờ rất cảm ơn cả nước và các xã phường đã hỗ trợ cho. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có hơn 9.600 hội viên với 72 chi hội tổ dân phố bản. Những năm qua, hội đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản, tuyến phố văn minh, tuyên truyền hướng dẫn hội viên cách phân loại rác thải tại nguồn, làm gạch sinh thái, tận dụng những phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp để làm chất đốt hoặc ủ phân hữu cơ. Bằng những việc làm thiết thực giúp nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường. Vì đây là một cái bếp đun thông minh, tiết kiệm củi và để cho chị em giải quyết được cái vấn đề là các cái công việc ở trong gia đình nó sẽ được chia sẻ nhiều hơn. Chị em không còn phải vất vả để làm những cái bếp nó thủ công truyền thống như ngày xưa, nó rất là tốn kém và cũng góp phần là bảo vệ môi trường để tránh cái việc là chặt phá rừng bừa bãi. Và chúng tôi cũng hy vọng là qua cái hoạt động của hội phụ nữ này thì chị em sẽ tham gia với hoạt động của phụ nữ nhiều hơn và cũng mong là các anh sau khi mà nhận được cái bếp thông minh này thì sẽ về chế tạo được nhiều cái bếp khác để chia sẻ việc nhà cho chị em. Việc trao tặng bếp tiết kiệm năng lượng là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho hội viên phụ nữ trong việc tiết kiệm năng lượng vì cộng đồng và hành động thiết thực giảm biến đổi khí hậu. Qua đó nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân, giảm thiểu lượng phát thải carbon ra môi trường, tình trạng ô nhiễm không khí, bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.